hướng dẫn kích hoạt gói khuyến mại không đồng trên FPT Playbox. Bước 1, từ màn hình chính truy cập mục tài khoản. Bước 2, chọn gói dịch vụ, sau đó chọn gói VIP. Bước 3, chọn gói không đồng, gói quà VIP và kênh gia đình. Như vậy là đã kích hoạt thành công gói khuyến mại.